Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhạc Cụ Minh Phụng. Hôm nay anh em tụi mình sẽ lên đường đến bãi vận chuyển để giới thiệu quy trình xuống công hàng Artesia Performer phục vụ anh em trên mọi miền nhé. Nhân đây cũng chính là dịp để phụ huynh chọn lựa cây piano Artesia làm quà tặng con mình sau kỳ thi căng thẳng. Đội ngũ đã đến bãi rồi anh em ơi, mở công và lấy hàng xuống thôi. Vì dòng đàn này bán rất chạy, số lượng thì lại có hạn nên anh em tranh thủ ghé showroom của Nhạc Cụ Minh Phụng mẹo lựa nha. Đây là cái đàn sẽ xóa bỏ suy nghĩ về sự xa xỉ khi mua piano, với thiết kế nhỏ gọn nên bạn có thể tận hưởng âm nhạc không giới hạn ở bất cứ nơi đâu bạn thích, như nhà, trường học, đi picnic cùng bạn bè hay các địa điểm biểu diễn. Artesia Performer sở hữu các chức năng vượt trội, hữu ích cho việc luyện tập cũng như biểu diễn mà bạn không thể tìm thấy trên bất kỳ cây piano điện nào. Trong phân khúc giá chỉ tầm 6 triệu đồng, mức giá khá dễ tiếp cận với đa số người mới tìm hiểu về piano nên đàn được nhiều bạn học sinh sinh viên lựa chọn. Các lớp nhạc hoặc trung tâm dạy đàn hiện cũng đang rất ưa chuộng mẫu đàn này. Anh em đang rất nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng để mau chóng phục vụ cho các bạn. Đây là cảnh bên trong thùng xe với những kiện đàn Artesia chất đầy đang được tìm tỉ mỉ, cẩn thận dỡ xuống. Nếu các bạn vừa bước chân vào con đường học đàn mà lại phân vân không biết chọn cái đàn nào phù hợp với sở thích và túi tiền thì các bạn hãy đến Nhạc Cụ Minh Phụng ngay và luôn để đội ngũ nhân viên tụi mình tư vấn nhiệt tình và được trải nghiệm các mẫu đàn đa dạng phong phú ở đây nha. Quy trình xuống công Artesia của đội ngũ đã hoàn tất, các bạn hãy theo chúng mình đến showroom để hốt ngay một em và cảm nhận nhé. Và đừng quên like, share, subscribe để chúng mình có động lực làm những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.